Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Thưa quý vị các bạn, hiện nay thì Tuấn Dương đang có mặt ở đường số 1 khu cư xá Lữ Gia. Và bên tay trái của Tuấn Dương đây đang là số 1 xược 20 đường cư xá Lữ Gia đây. Đây là nhà của một cái bác Việt Kiều đã từng ở đây, bác còn có một cái căn nhà nữa cơ. Nhưng mà hôm nay thì Tuấn Dương sẽ chỉ đi cái đường số 1 thôi. Vì cái đường số 1 này thì có 3 căn nhà. Thứ nhất là 1 xược 20, thứ hai là 11 xược 90 và cái căn thứ ba là 1 xược 110. Thì bây giờ chúng ta quay lại để chúng ta đi nhé. Đây đang là đường số 1 đây. Đây là đầu hẻm này, 1/42 này. Và đây là 1/44. Các em nhỏ tập thể dục. Nó xước 60. 1/66, 1/70. Bảy tư. Bảy sáu. Đây chuẩn bị đến số 1/90 á. Đây bên đây là số 1/90 này các bạn. Tôi thường sẽ quay ha. Đây đang là số 1/90 này. Đó. Kế bên này thì là phía sau của một cái quán ăn. Cửa đóng à, không thấy ai hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp đến cái số 1/110 nhé. 1/110. Đây là nhà của bác Tuấn Nguyễn, đang ở Seattle, ở Washington DC. 94 này. 98 này. Đây hẻm đây là 1/100 này. Đang có một chiếc taxi họ đi vô đây để họ dừng. 104. Đây, Tuấn Dương sẽ dừng ở đây để quay sang cho bác thấy. Cái căn này là 1/110 đây. Đó, bây giờ là công ty container Tân Cảng. Đó. Chi nhánh công ty container Tân Cảng ở trên đó, kế đó các cái nhà này họ cũng đều có xây hết rồi các bạn. Đó, vậy là bác Tuấn Nguyễn đang ở Seattle, bác đã thỏa lòng mong ước rồi nhé. Hai căn nhà của bác thì Tuấn Dương đã xử lý trong chiều nay và có giúp bác tìm thêm đồng đội là người ở cái số nhà là 1/20 á. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra ngoài nhé. Đây, tiện thể thì sẽ đi ra kiếm một cái số này nữa, tiện thể săn tiện bonus để cho các bác tìm nhau, các bác gặp nhau luôn. Đây đang là hẻm 68.
Đây trường trung học cơ sở Lữ Gia. Đây là sược 24. Mình sẽ coi. Chào em một ly. Có gì đây ta? Sâm bí đao đi. Không có, hết sâm bí đao rồi. Thế lấy uống ở đây hay là đi? Mang đi, mang đi. Lấy gì chả? Trà sữa không? Đây có gì đây ta? Cà phê đá, các loại trà tắc. Thôi lấy một chai nước ngọt đi. Cái chai gì gấp lạnh này? Có trà xanh không độ. Ô 64 sược 24. Đây chính là số này này. Có ống hút không chị? Cho em xin cái. Rồi em cảm ơn. Rồi chúng ta quay xe ha. Trước mặt chúng ta đang là cái trường trung học cơ sở Lữ Gia đấy. Đây mình sẽ quay cái số nhà đây là 62 sược 24 đó các bạn. Đó, để cho các bác nhận nhau. Đó, đây chắc cũng là nhà người quen các bác mà thôi. Rồi, bây giờ Tuấn Dương sẽ đi nhé. Ít khi có dịp đi thì quay đó kỹ kỹ chút xíu. Bên đây thì họ đang... các vị phụ huynh đây họ đang dừng lại để họ đón con và em của họ. Đây là trường trung học cơ sở Lữ Gia, cổng sau. Đây chúng ta đang đi ở bên hông của trường. Các vị phụ huynh thì chở con về bây giờ bỏ bía. Bỏ bía 1.200 một cuốn đây ạ. Bán nó 5 cuốn nữa gì ơi. Năm cuốn hết rồi ạ. Có người mua 200 cuốn chờ gì? Vào vào. Coi đợi lâu quá đúng không ạ? Vào vào, ngày mốt còn lại. Dì bán từ mấy giờ? Đây cái địa điểm đấy đã tìm thấy rồi các bạn nhé. Ngày khác sẽ ghé ở cái địa điểm này. Đây cô này hôm nay cô bán buổi chiều nữa. Đây chắc là ngon có tiếng nữa. Chúng ta sẽ không thể đợi được. Mình cũng không có nhiều thời gian nên là mình sẽ đi bữa khác sẽ quay lại ạ.
rất rẻ thôi, 1.200 đồng một cuốn. Bì mát này. Các cái dịch vụ này họ bán cho các cái cháu học sinh. Bên đây ở bò né ba ngon. Chúng ta đang đợi để băng qua đường á. Đây chúng ta đang đi trên đường Lữ Gia hướng về phía ngã tư Lữ Gia cắt với Nguyễn Văn Thoại cũ đó. Bên tay trái của Tuấn Dương là đường là khu cư xá Lữ Gia. Khu này phục vụ quán nhậu, chân rất là trắng. Đây chúng ta sẽ quẹo vào đây. Các bác cái bán đồ cũ. Sài Gòn thì đang bán bánh trung thu này. Đó, đây là Tết Trung Thu rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy. Các bác cái bán bánh trung thu. Nguyên một cái giấy này á. Bánh trung thu Như Lan, Kinh Lô. Kinh Lô. Đó. Trung thu Như Lan, Kinh Đô, Đồng Khánh. Rất là nhiều các cái thương hiệu. Phía trước mặt bên kia đường là bệnh viện Trưng Vương này. Rồi phía bên đây là đường Tô Hiến Thành. Đó, đây đang là cái khúc giao lộ Tô Hiến Thành cắt với lại đường Lữ Gia. Cái, ở góc ngã tư đó là cái sở cảnh sát ạ. Là họ sở cảnh sát cứu hỏa. Thôi, giờ chúng ta sẽ đi á. Bánh trung thu một trứng, hai trứng, tùm lum trứng. Mua một thành bốn. Bán ở lề đường này nhưng mà cái chi phí mặt bằng cũng rất là cao đó các bạn. Đây chúng ta đang đi về phía góc ngã tư Nguyễn Văn Thoại cắt với lại đường Trần Quốc Toản. Họ bán giày dép, các loại giày giá cả phải chăng để cho những các cái người công nhân họ mua. Đây những cái chiếc xe chở đồ này, đó nhìn rất là nặng á. Đây chúng ta đang vẫn đang đi về phía ngã tư Nguyễn Văn Thoại.
cắt với lại đường Trần Quốc Toản. Ồ, bên đây các bác ấy bán các cái đồ. Ồ, chương trình cá cảnh. Ồ, đây là triển lãm cá cảnh. Vào đây có phải mua vé không đây các? Mua vé với gửi xe ở đâu? Vậy ở đây triển lãm đến ngày nào? Triển lãm đến ngày nào ạ? Tức là triển lãm đến ngày nào? 24 tây gì? Ok. Hỏi triển lãm đến ngày nào đấy? Dạ, còn triển lãm đến ngày nào chú? Tối có không? Tối nay có không? Đến mấy giờ chú? 9 giờ gì? Ok, con cảm ơn. Ok. Đi. Xôi xiên. Tối nay chúng ta sẽ đi coi cá cảnh nha. Bên tay phải này vào là khu hồ bơi Phú Thọ này các bạn. Đường đang rất đông ha. Bên tay trái này đây đang là điện lực Phú Thọ. Ta đang đợi ở đây chờ đến lượt mình tranh thủ uống nước à. Rất là lâu các bạn. Không có thể đi lẹ được. Đó. Thăm luôn này. Không thăm luôn này. Có hết. Rồi chúng ta đi. Chúng ta đi ra đường Trần Quốc Toản rồi. Đường tên gọi mới giờ là đường 3 tháng 2. Đây có một bác thì nhờ Tuấn Dương quay cái khúc này, đường Nguyễn Kim, từ đây đi gần đến cái khu chợ Nhật Tảo ấy. Tuấn Dương cũng không nhớ là số bao nhiêu nữa. Nguyễn Kim. Đường Nguyễn Kim này thì các bác ấy bán rất là nhiều các cái đồ điện tử. Đây đang là đường Nguyễn Kim rồi.
canh bún. Đây quẹo rồi khúc chợ Nguyễn Tri Phương ha. Đây là mặt sau của chợ. Đường rồi đây cũng rất là sóc à. Đây đang là chợ Nguyễn Tri Phương đó các bạn. Đây là đường đi vào đường Bá Hạt ra các bạn. Đấy, phụ nữ Sài Gòn ngồi vắt vẻo con xèo bèo. Đây bác này bác ấy chạy xe bác ấy chở các bạn nhìn này, chở có khủng khiếp không? Lại kẹt xe rồi các bạn. Đây là khúc ngã tư Ngô Quyền cắt với lại đường Bà Hạt đó các bạn. Rồi chúng ta đi rồi. Đường rất đông ha. Đây chúng ta đang đi trên đường Bà Hạt. Con đường này thì có nhiều các cái loại cái cây me, me vàng các bạn. Đó. Khúc này rất là nhiều các cái cây me. Đây những người đi bán vé số này các bạn này. Bác ấy có một cái xe đấy, như là cái xe lăn lóc vậy. Hai người đi bán. Đây đang là ngã tư Nguyễn Tri Phương cắt với đường Bà Hạt đó các bạn.
Đây, Tuấn Dương sẽ đi vô cái hẻm này á. Hẻm này đi vô chợ Gia Bà Bầu cũ đây. Đây, trong các cái hẻm này thì bác kia bán vé số kìa, mọi người đang ngồi chơi. Ăn bún. Đi qua cái con hẻm rất nhỏ các bạn. Đây, ra đến khúc chợ rồi. Chợ Nhật Tảo, cổng chợ phía bên Nguyễn Duy Dương các bạn. Đây có một cái cô bán chè này, chúng ta sẽ đi vô hẻm này ạ. Wow, các bạn nhìn thấy các cái hẻm cực nhỏ luôn. Đấy, đi vào cua tay áo, cua chữ L, chữ M, chữ các kiểu. Đây, số 218/2. Wow, các bạn nhìn cái con hẻm này này, phía bên ngoài có một người họ đang quét. Rồi, ok. Rồi, ok, ok. Đó, hai người phải tránh nhau mới qua được ạ. Giờ Tuấn Dương sẽ dừng cái video clip ở đây ạ. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các cái video clip kế tiếp. Hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video clip kế tiếp của Tuấn Dương. Chia sẻ về cuộc sống Sài Gòn nhé. Bye bye các bạn.